Ngày 22 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà đã có báo cáo kết quả bước đầu kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 có bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu bớt xén. Theo đó, kết quả xác minh bước đầu cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén là chính xác. Hình ảnh nhà trường sử dụng rau bắp cải đã hỏng, những người có liên quan đều thừa nhận hình ảnh này được chụp và quay tại bếp ăn của nhà trường. Không ai nhớ vào thời gian nào, chỉ nhớ là thời điểm năm trước. Bên cạnh đó, nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập xuất, công khai, hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận. Quy trình mua và giao nhận thực phẩm không thực hiện đúng quy trình tự quy định. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Thông tin về việc người dân không nhận được tiền ăn thừa của học sinh cũng được đoàn kiểm tra khẳng định có cơ sở. Qua xác minh chứng từ kế toán, hiện số tiền này vẫn còn tồn trong quỹ chưa chi trả.